Ủy ban Nhân dân TP HCM vừa ban hành kế hoạch phát động thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị của đất nước và của thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Phong trào thi đua đặc biệt của TP HCM được phát động từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 30 tháng 4 năm 2025, tập trung thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 5 năm 2025 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025, trọng tâm là các hoạt động thi đua kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 80 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Giai đoạn 3 từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến 31 tháng 12 năm 2025, thi đua cao điểm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 12, tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Sáng nay, đoàn tiểu ban văn kiện Đại hội 14 do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Thường trực tiểu ban văn kiện, Tổ trưởng Tổ biên tập văn kiện Đại hội 14 làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Đại diện Tỉnh ủy Lào Cai đã báo cáo về kết quả thực hiện gần 40 năm đổi mới, hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và gần 4 năm nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, cũng như những khó khăn vướng mắc và đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận thành tựu, đề nghị Lào Cai tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất quan trọng của Tỉnh ủy Lào Cai để báo cáo tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Hôm nay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến viếng khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn đại biểu mặc niệm thành kính dâng hương dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lãnh đạo mẫu mực, người cộng sản kiên trung, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sống mãi cùng non sông đất nước, sống mãi trong lòng dân tộc và quê hương An Giang. Bác Tôn để lại cho thế hệ sau một di sản vô cùng quý giá về tư tưởng, đạo đức, ý chí quật cường, kiên trung và tinh thần yêu nước, thương dân nồng nàn của người chiến sĩ Cộng sản. Nhân dịp này, đoàn công tác Phó Chủ tịch nước đã tặng 30 phần quà cho các hộ gia đình chính sách ở xã Mỹ Hòa Hưng nhằm động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ, chung tay với chính quyền địa phương xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.